Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo là tiểu sử của Tôn Dật Tiên hay là Tôn Sơn Chân Nhân ở Bạch Vân Động Chư Thánh. Tôn Dật Tiên còn có tên là Tôn Văn, là nhà đại cách mạng của nước Trung Hoa, hiệu là Trung Sơn nên cũng gọi là Tôn Trung Sơn. Khi Ngài sống lưu vong ở nước Nhật, Ngài lấy bí danh là Sơn Trung Tiều, nghĩa là ông Tiều trong núi. Khi hoạt động chánh trị ở Honolulu thuộc quần đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương, Ngài lấy tên là Tôn Dật Tiên và làm giấy khai sanh tại đây. Ngài là một vị thánh của Bạch Vân Động nơi cõi thiên liêng, thánh hiệu là Tôn Sơn Chơn Nhân. Đức Tôn Sơn Chơn Nhân cùng với Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, và Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhân, tức là Văn Hào Victor Hugo, gọi chung là Tam Thánh Bạch Vân Động, lãnh lĩnh Đức Chí Tôn công bố bản đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước giữa trời và người trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trong bức họa Tam Thánh ký Hòa Ước đặt tại Tịnh Tâm Điện Tòa Thánh, Tôn Sơn Chơn Nhân mặc quốc phục Trung Hoa, cầm nghiên mực rực rỡ hào quang, để cho hai vị thánh Thanh Sơn Đạo Sĩ và Nguyệt Tâm Chơn Nhân cùng chấm bút vào đó viết bản Thiên Nhân Hòa Ước lên tấm bia đá. Ngài cầm nghiên mực rực rỡ hào quang, tượng trưng nền văn minh nho giáo rực rỡ của Trung Hoa. Tiểu sử của Tôn Văn. Tôn Văn sinh ngày 2 tháng 11 1866, âm lịch là 25 tháng 9 năm Bính Dần, nhằm năm thứ 5 đời vua Đồng Trị, tại làng Thúy Hanh, huyện Hương Sơn, nay đổi là huyện Trung Sơn, phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Thân phụ là Tôn Đạt Thành. Khi bà mẹ sanh ra Tôn Văn, bà đặt tên là Đế Tượng, vì bà nằm mơ thấy vị thần Bắc Đế hiện ra trước ngày sanh Tôn Văn. Năm 1879, Tôn Văn được 13 tuổi, cùng đi với mẹ qua Honolulu sống với người anh ruột tên là Tôn My, một Hoa Kiều giàu có tại đây. Tôn My gửi Tôn Văn vào học trường trung học của Giáo hội Cơ Đốc nước Anh mở ra. Học hết bậc trung học, Tôn Văn được anh cho trở về Hồng Kông học Đại học Y khoa, và Tôn Văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại trường này năm 1892. Lúc đó Tôn Văn được 27 tuổi. Tôn Văn trở về Quảng Châu mở phòng mạch bác sĩ và bắt đầu tiếp xúc liên lạc với các nhà cách mạng. Trong thời gian Tôn Văn học Đại học Y khoa ở Hồng Kông, Tôn Văn đã chứng kiến cuộc chiến tranh giữa quân đội nhà Mãn Thanh và quân đội nước Pháp. Quân đội Mãn Thanh với vũ khí thô sơ nên bị thảm bại và buộc phải ký tờ hòa ước nhường cho nước Pháp nhiều đặc quyền về kinh tế. Năm 1894, Tôn Văn gửi một bức thơ lên vị đại thần Lý Hồng Chương để yêu cầu cải cách nước Tàu và yêu cầu họ Lý tiếp kiến, nhưng Lý từ chối. Từ đó Tôn Văn bỏ ý tưởng cải cách, chuyển sang lập trường làm cách mạng. Tháng 11 năm 1894, Tôn Văn sang Honolulu thành lập một tổ chức cách mạng đầu tiên, lấy tên là Hưng Trung Hội, với cương lĩnh là lật đổ nhà Mãn Thanh, thành lập chính phủ dân chủ. Tổ chức ban đầu chỉ thu hút được khoảng 20 Hoa Kiều.
Tháng 2 năm 1895, Tôn Văn trở về Hồng Kông để thành lập Tổng bộ Hưng Trung Hội, chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa ở Quảng Châu. Trong nội bộ có kẻ làm phản, kế hoạch bị bại lộ, hơn 70 người bị bắt và bị giết chết. Tôn Văn trốn thoát được. Triều đình Mãn Thanh treo giải thưởng lớn cho ai bắt được Tôn Văn. Tôn Văn phải trốn sang Nhật, rồi trở lại đảo Hawaii, lại qua Mỹ, rồi sang nước Anh. Tháng 10 năm 1896, Tôn Văn từ một khách sạn ở London đi ra để gặp thầy giáo Cantley, người quen cũ hồi học ở Đại học Y khoa Hồng Kông, nhưng bị người của sứ quán Mãn Thanh tại London bắt giữ để giải về nước trị tội. Tôn Văn may mắn được một người Anh đang làm công nhân trong sứ quán Mãn Thanh chuyển giùm một bức thơ của ông đến thầy Cantley. Cantley liền đến cơ quan cảnh sát Anh nhờ can thiệp để thả Tôn Văn ra, nhưng cơ quan này làm ngơ. Cantley liền nhờ báo chí làm rùm lên. Ngay ngày hôm sau, trên các tờ báo lớn tại London đều có đăng tin hành động bắt người trái phép của sứ quán Trung Quốc. Những người Anh ủng hộ cách mạng Trung Quốc kéo đến biểu tình bao vây sứ quán Trung Quốc đòi thả Tôn Văn. Cuối cùng sứ quán Trung Quốc phải nhượng bộ thả Tôn Văn ra. Năm 1897, Tôn Văn rời London sang Nhật để tuyên truyền về Hưng Trung Hội trong hàng ngũ Hoa Kiều tại đây. Tháng 10 năm 1898, Tôn Văn gặp Khang Hữu Di và Lương Khải Siêu đang sang chánh nạn tại Nhật sau thất bại biến pháp Mậu Tuất. Tôn Văn vận động hai ông hợp tác với Hưng Trung Hội nhưng không thành công. Năm 1900, dưới ảnh hưởng của phong trào nông dân Nghĩa Hòa Đoàn, Tôn Văn trở về nước phát động cuộc khởi nghĩa của Hưng Trung Hội ở Huệ Châu vào ngày 8 tháng 10 năm 1900, nhưng không thành công. Ông phải lánh nạn qua Nhật lần thứ nhì, rồi qua đảo Hawaii, Việt Nam, Thái Lan và Mỹ. Ngày 20 tháng 8 năm 1905, tại Tokyo, Nhật Bản, Tôn Văn hợp nhất Hưng Trung Hội với các chánh đảng khác có cùng mục đích như Quang Phục Hội, Hoa Hưng Hội, thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Trung Quốc Đồng Minh Hội, do Tôn Văn làm tổng lý với cương lĩnh lật đổ Mãn Thanh, khôi phục nước Trung Hoa, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc. Tháng 11 năm 1905, trên tờ Dân Báo, cơ quan ngôn luận của Đồng Minh Hội, Tôn Văn phê phán gay gắt lý luận cải lương của hai ông Khang Hữu Di và Lương Khải Siêu. Ông chủ trương phải tiến hành cách mạng vũ trang và ông đưa ra chủ nghĩa tam dân: dân tộc, dân quyền, dân sinh. Dân tộc là nước Trung Hoa độc lập. Năm tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng trong toàn cõi Trung Hoa phải bình đẳng hết thảy. Dân quyền, nước Trung Hoa là nước dân chủ, có quốc hội do dân trực tiếp bầu ra, nắm quyền lực pháp. Người dân có quyền ứng cử và bầu cử, ngoài ra còn có quyền sáng chế, quyền phức quyết và quyền bãi miễn nữa. Dân sinh là mọi người dân đều sống bình đẳng trong xã hội. Nguyên tắc cơ bản là bình quân địa quyền và tiết chế tư bản, để đi đến mục đích là giải phóng kinh tế, khiến toàn dân đều được hưởng thụ lợi ích ăn mặc, ở và đi lại. Từ năm 1906 đến năm 1911, Tôn Văn phát động tất cả 10 cuộc khởi nghĩa tại Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, An Nguy, Chiết Giang. Những cuộc khởi nghĩa trên đều thất bại,
nhưng làm cho nhà Mãn Thanh suy yếu và tinh thần cách mạng của dân Trung Hoa càng lúc càng lên cao. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa tại Vũ Xương ngày 10 tháng 10 năm 1911 năm Tân Hợi, gọi là cuộc cách mạng Tân Hợi, dưới sự lãnh đạo của các nhà cách mạng chịu ảnh hưởng của Tôn Văn và Đồng Minh Hội, đạt được thắng lợi và ảnh hưởng lan rộng ra toàn quốc. Tôn Văn đang ở nước Mỹ, nhận được tin cách mạng thành công, liền tiến hành các hoạt động ngoại giao đối với các chính phủ của các nước Âu Mỹ để cắt đứt quan hệ của họ với nhà Mãn Thanh. Cuối tháng 12 năm 1911, Tôn Văn từ châu Âu trở về Trung Quốc. Do công lao to lớn của ông với sự nghiệp cách mạng, hội nghị đại biểu 17 tỉnh độc lập họp ở Nam Kinh bầu Tôn Văn làm tổng thống lâm thời. Ngày 1 tháng 1 1912, Tôn Văn nhậm chức tổng thống tại Nam Kinh và thành lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Tổng thống lâm thời Tôn Văn tuyên bố một loạt các pháp lệnh cải cách nước Trung Hoa. Ngày 11 tháng 3 1912, ông ban bố ước pháp lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc, xem đó như là hiến pháp tạm thời của nước Trung Hoa Dân Quốc. Tôn Văn đặt ra lá cờ của nước Trung Hoa Dân Quốc, gọi là lá cờ Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng, trời xanh mặt trời trắng đầy đất đỏ. Do áp lực của các nước Âu Mỹ và các thế lực bảo thủ trong nước, cộng với sự yếu kém và tản mạn của đảng cách mạng, Tôn Văn buộc phải chấp nhận các điều kiện của Viên Thế Khải là nhường chức tổng thống cho Viên sau khi vua nhà Mãn Thanh thoái vị. Vị vua cuối cùng của nhà Mãn Thanh là Phổ Nghi bị buộc phải thoái vị ngày 12 tháng 2 1912, kết thúc 2000 năm chế độ quân chủ cai trị tại nước Tàu. Ngày 1 tháng 4 1912, Tôn Văn chính thức rút lui khỏi chức vụ tổng thống. Tháng 8 năm 1912, Tôn Văn cải tổ Trung Quốc Đồng Minh Hội thành Quốc Dân Đảng. Ngày 25 tháng 10 1915, Tôn Văn kết hôn với cô Tống Khánh Linh làm đám cưới tại Nhật Bản. Trước đây tại quê nhà, cha mẹ Tôn Văn đã cưới vợ cho Văn và hai vợ chồng sanh đặng 3 người con. Đến năm 1915, hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn với nhau để Tôn Văn cưới cô Tống Khánh Linh. Tống Khánh Linh, một cộng sự đắc lực và trẻ đẹp, đã giúp đỡ ông nhiều về văn thư và ngoại giao. Năm 1916, Viên Thế Khải, một vị đại thần của triều đình Mãn Thanh, phản lại Mãn Thanh, hưởng ứng theo cách mạng, được Tôn Văn nhường cho chức tổng thống, lại lo củng cố thế lực, phản lại chế độ dân chủ cộng hòa, tự lập làm vua, xưng đế hiệu tại Bắc Kinh, tái lập chế độ quân chủ. Các tướng lãnh nắm quyền quân đội, các vị tỉnh trưởng nổi lên chống đối quyết liệt. Viên Thế Khải u uất mà chết. Trong thời gian đó, Tôn Văn lãnh đạo chính phủ quân sự ở Quảng Đông 1917-1918 và làm tổng thống chính phủ Cộng Hòa. Tháng 10 năm 1919, Tôn Văn cải tổ Quốc Dân Đảng. Trong bản tuyên ngôn của Quốc Dân Đảng vào tháng Giêng năm 1923, ông tuyên bố sẽ dựa vào quần chúng để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Ông chủ trương xây dựng Quảng Châu thành đại bản doanh cách mạng. Tháng 8 năm 1923, ông cử một phái đoàn do Tưởng Giới Thạch cầm đầu sang Liên Xô nghiên cứu chính trị xây dựng đảng và cách tổ chức Hồng quân Liên Xô. Tưởng Giới Thạch có vợ là Tống Mỹ Linh, em ruột của Tống Khánh Linh. Tháng 10 năm 1923, Tôn Văn tiếp nhận phái đoàn cố vấn của Liên Xô do Borodin cầm đầu đến Quảng Châu.
Tháng Giêng năm 1924, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc dân đảng nhóm họp tại Quảng Châu. Trên diễn đàn đại hội, Tôn Văn tuyên bố ba chính sách lớn của Quốc dân đảng: Liên Nga, Liên Cộng, ủng hộ công nông. Trong bản tuyên ngôn của đại hội, Tôn Văn giải thích chủ nghĩa tam dân mới: phản đế, phản phong, tiết chế đại tư bản. Nó trở thành cương lĩnh chung cho mặt trận thống nhất, quốc cộng hợp tác lúc bấy giờ. Tháng 5 năm 1924, Tôn Văn thành lập trường võ bị Hoàng Phố ở Quảng Châu, gọi là trường Trung Quốc Quốc dân đảng lục quân quan học hiệu, và cử Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng. Tháng 10 năm 1924, tại Bắc Trung Hoa, Lưu Vĩnh Tường và Trương Tác Lâm đánh thắng Ngô Bội Phu, buộc Tào Côn từ chức tổng thống. Rồi hai ông này hiệp cùng Đoàn Kỳ Thụy đánh điện mời Tôn Văn lên Bắc Kinh để bàn việc thống nhất Nam Bắc. Tôn Văn lên đến Bắc Kinh, nhưng chẳng bao lâu sau thì bị trọng bệnh, phát hiện ra chứng ung thư gan và mất ngày 12 tháng 3 năm 1925, thọ 60 tuổi. Ngài di chúc lại như sau: đảng viên Quốc dân đảng phải nỗ lực cách mạng, triệu tập quốc dân hội nghị, phế trừ các điều ước bất bình đẳng đối với ngoại bang. Cái chết mau chóng của Tôn Văn là một thiệt hại lớn cho cao trào cách mạng của dân tộc Trung Hoa. Sau 14 năm làm cách mạng, kể từ năm 1911 đến năm ông mất 1925, Tôn Văn đã đạt được hai thắng lợi lớn: lật đổ được triều đình nhà Mãn Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc với chế độ dân chủ cộng hòa. Đám tang của Tôn Văn được tổ chức rất trọng thể với nghi lễ quốc táng, có hàng chục vạn người đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc sắp chết, Tôn Văn trối trăng trước nhiều nhân chứng hiện diện, những lời chỉ giáo cho đám môn đệ. Di chúc này thường được các đồng chí của ông đem đọc trong những ngày lễ tưởng niệm ông và trong nhiều buổi họp, và được truyền bá rộng rãi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Anh, phiên dịch ra Việt văn như sau. Những lời nói sau cùng của Tôn Văn nhắn nhủ các môn đệ: trong 40 năm tôi làm việc không ngừng cho công cuộc cách mạng của đồng bào tôi, mục đích là đem lại tự do và công bằng cho nước Trung Hoa. Kinh nghiệm tích lũy trong 40 năm ấy giúp tôi xác tin rằng để hoàn thành sứ mạng, điều cần thiết tuyệt đối là thức tỉnh cho kỳ được khối đại đa số dân chúng và liên kết các dân tộc trên thế giới đối đãi với chúng ta một cách bình đẳng để thương nghị về những nỗ lực của chúng ta. Hiện tại cuộc cách mạng có thành quả chưa trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng các bạn đồng sự cần theo những nguyên lý và chính sách mà tôi đã từng công bố: dự án tái thiết quốc gia, nguyên tắc tổng quát và tái thiết những nền móng của dân chủ, và tuyên ngôn về bản tam ước đầu tiên của các đại biểu. Bằng một nỗ lực liên tục sao cho những kế hoạch có thể thực hiện được hoàn toàn mới thôi. Điều mà người ta mới vừa phản đối cho phép hiểu rằng việc triệu tập một đại hội đại biểu nhân dân và sự xóa bỏ những hiệp ước bất công và tệ hại hiện hữu cần phải thực hiện nhanh chóng với điều kiện có thể có. Đó là lời nhắn nhủ cấp thiết nhất của tôi. Ngày 11 tháng 3 năm 1925, Tôn Văn ký tên. Năm 1929, di hài của Tôn Văn được chuyển về an táng tại núi Tử Kim ở Nam Kinh. Năm 1986, Trung Quốc xuất bản quyển Tôn Trung Sơn toàn tập gồm 11 tập, và ở Đài Loan xuất bản quyển Quốc Phụ toàn tập. Như trên đã trình bày, Tôn Văn, tức Tôn Trung Sơn hay Tôn Nhật Tiên,
là một nhà chính trị và cách mạng lớn của dân tộc Trung Quốc. Nhưng Tôn Văn cũng còn là một nhà tư tưởng triết học với tác phẩm cơ bản là Học thuyết Tôn Văn. Khuynh hướng tư tưởng của Tôn Văn dựa vào thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên. Về vũ trụ quan, Tôn Văn giải thích thái cực vận động sanh ra điện tử ngưng kết thành nguyên tố hợp thành vật chất tụ lại thành trái đất. Ông cho tinh thần chỉ là hiệu quả của vật chất, tức là chủ trương duy vật, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự ảnh hưởng của giáo dục tinh thần. Về quan hệ giữa tri và hành, ông chống lại tư tưởng cổ đại Trung Quốc biết không khó, làm mới khó. Theo ông thì biết khó làm dễ, chủ trương phải tìm tri thức khoa học nhưng không đi đến quan niệm duy tâm biết trước làm sao, và bác bỏ thuyết tri hành hợp nhất của Diêu Dương Minh. Ông chủ trương làm trước biết sau, không biết cũng có thể làm, sự hoạt động thực tiễn là con đường tiến bộ tất yếu. Ông chia quá trình nhận thức làm ba thời kỳ: không biết mà làm rồi mới biết rồi mới làm. Phần lớn thì giờ của Tôn Văn dành cho công cuộc cách mạng, ông lại mất sớm nên chưa có thì giờ để xây dựng tư tưởng triết học của ông được hoàn chỉnh. Hàng năm đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, ngày mất của Tôn Văn, tại văn phòng hội thánh Đường Nhơn của người Tàu ở tòa thánh Tây Ninh, các chức sắc chức việc và đạo hữu Đường Nhơn cử hành cúng tế kỷ niệm ngày mất của Tôn Văn. Thánh danh là Tôn Sơn Chân Nhân, có đại diện của hội thánh đến tham dự. Đức Tôn Sơn Chân Nhân ít giáng cơ dạy đạo hơn Đức Nguyệt Thâm Chân Nhân. Sau đây chúng tôi có sưu tập được một bài thánh giáo của Ngài nói chuyện với giáo sư Thượng Bãi Thanh, đạo hiệu Không Chí, thuộc hội thánh ngoại giáo. Trong đó có tiên tri về nước Trung Hoa và nước Nhật xin chép ra sau đây. Hòa Loan, Đức Hộ Pháp, Đức Tiếp Đạo. Đàn cơ tại Hộ Pháp Đường ngày 17 tháng 10 năm Bính Tý, dương lịch 30 tháng 12 1936. Tôn Sơn Chân Nhân: Bần tăng chào quý vị, cười. Anh Phong Chí, đừng chớ làm bộ hoài. Theo ý bần tăng tưởng thì buổi này chưa phải hợp thế thời cho đạo phổ thông Trung Quốc, vì hai lẽ. Một là chánh phủ Pháp với Đông Dương này chẳng phải thật tâm trọng đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì chờ đạo xuất dương nơi Trung Hoa, đặng mai phục ẩn binh toan phương hãm hại. Anh Phong Chí nè, anh chưa bước chân đến nước Tàu mà tên anh đã treo nhõng nhảnh nơi phòng mật thám tờ Xiên Trie, ấy là đợi anh qua đặng ghim vào bằng cớ tụ họp thông tư ngoại quốc vì quốc sự, chớ chẳng vì đạo. Các cớ ấy chúng sẽ làm thế nào cho quả quyết hiển nhiên, đặng toan việc đạo nơi đấy cho đặng. Hai nữa là vì thiên thơ đã định cho quê Nhật hiệp chủng, hại nổi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo tân thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư bảo trọng không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong thế kỷ 21 sẽ thấy tan điền Nhật đảo biến nên thương hải quê triều, ấy vậy lúc phối hợp dân sanh sẽ có lắm trường quyết chiến. Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có Nhật quê đại chiến. Em lại nói chắc rằng chức sắc giáo đạo những nơi quê triệt triều ngày kia cũng phải chung mang khổ ách. Anh hiểu rồi, gắng nghe lời hộ pháp khuyến giáo và hạ lệnh
mới gây nổi cơ đồ vĩ đại. Nghe và tuân theo vì đó là lệnh dạy của thầy. Em trả lời những sự anh cầu nguyện rồi, xin để nhượng bút cho Phạm Phố Thánh Cao Tiếp Đạo Bần Tăng xin dâng bài thi này. Thi: chém nước chưa ai nắm bủ đao, có phong trần mới định anh hào. Thường mưu chối kệ đời toan tính, cái nghiệp thương đời phải chịu đau. Tiểu sử của ngài Tôn Sơn Chân Nhân đến đây là hết.